10 phút vàng buổi sáng. Giải pháp loại bỏ bệnh tật có tác dụng kỳ diệu nên làm mỗi ngày. Theo các danh y xưa, 10 phút đầu ngày sau khi thức dậy là thời gian vàng để chăm sóc sức khỏe. Nếu làm được 10 việc này, kết quả sẽ vô cùng kỳ diệu. Xưa có câu nói nổi tiếng, mỗi năm quan trọng là mùa xuân, đời người quan trọng là tuổi trẻ, mỗi ngày quan trọng là buổi sáng. Ý nhấn mạnh rằng, có những thời điểm bạn cần phải chú ý tận dụng, nếu để nó trôi qua mất thì không lấy lại được nữa. Vì sao buổi sáng sau khi ngủ dậy được xem là thời khắc quan trọng để dưỡng sinh? Vào buổi sáng, thời khắc quan trọng nhất đánh dấu một ngày mới, một ngày tiếp theo trong cuộc đời bạn vô cùng quan trọng. Bạn vừa trải qua một đêm ngủ dài, vừa ngủ dậy sẽ chuyển từ mê man sang trạng thái thức tỉnh. Thời khắc này rất dễ bị đau đầu, chân tay mềm yếu, chưa có sức khỏe, chưa hồi sinh phong độ trở lại. Các danh y xưa cho rằng đây chính là 10 phút vàng để thực hiện một vài bài tập về sức khỏe. Điều này có thể giúp bạn làm tăng tốc độ tỉnh táo, khỏe mạnh toàn thân và kéo dài tuổi thọ. 1. Xoa nóng bàn tay. Khi bạn vừa tỉnh dậy, dùng hai bàn tay úp vào nhau, xoa đều khoảng 300 lần cho đến khi tay nóng lên, da lòng bàn tay đỏ hồng lên là được. Về mặt lợi ích, khi hai bàn tay hoạt động nhanh, cọ sát vào nhau nhiều lần liên tục sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm thức dậy ý thức của bạn, giúp cho toàn thân như được đánh thức sau một đêm ngủ dài. Hành động này sẽ giúp bạn không phải làm một việc nguy hiểm ngay sau khi thức dậy, đó chính là lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường, nguy cơ gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí là ngất xỉu. Ngoài ra, khi xoa tay, các huyệt vị trên lòng bàn tay được kích thích, có thể mang lại những tác dụng tích cực cho cơ thể như thông lục kinh, khỏe nội tạng, điều hòa âm dương và khí huyết, làm mềm khớp, thư giãn vai, giảm mệt mỏi và làm cho mắt bớt áp lực, thị lực rõ ràng hơn. 2. Chải tóc bằng tay. Bạn dùng lòng các đầu ngón tay, không dùng móng tay, xoa bóp đầu từ chân trán lên đến đỉnh đầu, massage tiếp ra vùng sau đầu. Mỗi giây xoa bóp khoảng từ 2 đến 4 lần, thực hiện đều trên cả vùng đầu trong 1 phút là có thể dừng lại. Về mặt lợi ích, việc dùng các ngón tay xoa bóp trên đầu có thể kích thích vỏ não, thúc đẩy sự trao đổi chất, cải thiện trí nhớ, làm tăng lưu lượng máu trong não, làm cho gốc chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, tóc sẽ dày lên, đen và sáng bóng. Trên đỉnh đầu chúng ta có huyệt bách hội, nếu thường xuyên xoa bóp huyệt này sẽ mang lại nhiều tác dụng lên toàn bộ vùng đầu, nơi tập hợp các kinh tuyến. Chải đầu mang lại tác dụng làm lưu thông các kinh lạc, điều chỉnh sự cân bằng của chức năng bên trong cơ thể con người, là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và tăng cường sức mạnh cơ thể. 3. Xoa bóp vành tai. Dùng các ngón tay của bạn, đặc biệt là ngón trỏ và ngón cái, xoa bóp dây bấm vành tai từ trên xuống dưới, rồi lại ngược từ dưới lên trên, cho đến khi bạn cảm thấy tai nóng ấm lên, vành tai chuyển sang màu đỏ hồng. Thời gian tối thiểu là trong vòng 1 phút. Về mặt lợi ích, vành tai được xem là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Có rất nhiều huyệt vị nằm trên vành tai. Nếu bạn chăm chỉ massage tai thường xuyên, sẽ mang lại tác dụng khơi thông và nạo vét kinh tuyến, giúp máu lưu thông nhanh hơn, từ đó điều chỉnh các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động một cách hiệu quả. 4. Dây bóp mũi. Bạn dùng hai ngón tay của mình bóp vào vành mũi, rồi vuốt mũi từ trên xuống dưới, dọc theo sống mũi. Dây bấm các huyệt xung quanh sống mũi, tổng cộng khoảng 50 lần xoa ấn như vậy, cho đến khi có cảm giác thông mũi. Về mặt lợi ích, khi bạn sử dụng ngón trỏ xoa xung quanh vùng mũi, có thể làm thông mũi, khai thông phổi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn vùng mũi, đường hô hấp, viêm phế quản. Không những thế, đây còn là hành động tuyệt vời giúp bạn phòng ngừa bệnh tim, xơ vữa động mạch. 5. Xoa rốn. Sử dụng lòng bàn tay để chồng lên nhau và xoa bụng vùng xung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ. Xoa đều vùng bụng như vậy trong vòng 1 phút. Về mặt lợi ích, việc xoa bụng xung quanh rốn nhẹ nhàng có thể giúp cho khí trong dạ dày và hệ tiêu hóa được lưu thông, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả hơn, đồng thời đào thải được những khí thải ra khỏi cơ thể. Massage vùng bụng vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy cũng sẽ phát triển thói quen tốt cho ruột, giúp làm tăng sự hoạt động của ruột, xả chất thải và trao đổi chất một cách dễ dàng hơn. 6. Hóp chặt bụng, nâng thắt hậu môn. Hóp bụng, thở ra từ từ,
sau đó từ từ nâng hông lên cao, thắt chặt hormone và hóp bụng. Giữ yên, nín thở trong vòng 3 giây, sau đó thả lỏng, nghỉ ngơi 3 giây. Tiếp tục làm lại như vậy trong vòng 1 phút, hít thở sâu. Về mặt lợi ích, hóp bụng và nâng hông, co thắt hậu môn lại, có thể tăng cường lực co bóp của cơ vòng hậu môn và thúc đẩy tuần hoàn máu. Đây cũng là cách nâng cao khả năng tình dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đại trực tràng hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn. 7. Xoay đảo mắt. Bạn nên duy trì động tác này như là một bài tập thể dục hàng ngày cho mắt. Quay nhãn cầu 30 lần theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó nhấp nháy 3 đến 5 lần mỗi giây. Về mặt lợi ích, xoay đảo mắt có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo tinh thần, làm mới bản thân, tăng cường các cơ mắt, giúp ngăn ngừa và điều trị viêm giác mạc mãn tính, lão hóa mắt và các triệu chứng khác. 8. Co duỗi tay chân. Nằm ngửa trên mặt phẳng, hơi ngả đầu ra sau, ưỡn ngực lên, chân tay dang rộng ra và vươn dài hết mức có thể, kéo căng toàn bộ cơ thể. Về mặt lợi ích, thông qua việc kéo giãn tay chân và toàn bộ cơ thể sẽ làm cho máu lưu thông nhanh hơn đến tứ chi, giúp bạn nhanh chóng tỉnh lại, đồng thời máu tiếp tục quay trở lại tim với tốc độ nhanh hơn, cung cấp khí huyết cho tim và não, giúp cho bạn phòng ngừa tốt các bệnh về tim mạch. Đây cũng là cách tăng cường sức khỏe gân cốt, xương cơ đều trở nên linh hoạt. 9. Trà sát bàn chân. Bạn có thể nằm hoặc tốt nhất là ngồi, xoa hai bàn chân vào nhau hoặc xoa bóp massage chân cho đến khi bàn chân nóng lên. Thực hiện với lòng bàn chân và toàn bộ vùng chân trong khoảng 1 phút. Về mặt lợi ích, dưới lòng bàn chân có huyệt Dũng Tuyền nổi tiếng. Đây là điểm khởi đầu của trung tâm kinh tuyến thận. Huyệt này có tác dụng làm dịu các dây thần kinh, làm mới não bộ, giúp tỉnh táo nhanh, làm thông các giác quan, giúp cho cơ thể đón nhận khí mới, ổn định tâm thần và sức khỏe. 10. Vặn mình. Bạn nằm ngửa trên giường, sau đó lật người sang trái rồi sang phải, xoay vai, hông, eo, lật qua lật lại nhẹ nhàng cho cơ thể vận động trong vòng 1 phút. Về mặt lợi ích, động tác này có thể làm cho các khớp cột sống và lưng cũng như cơ bắp trở lại hoạt động đầy đủ và hoàn thiện sau một đêm dài nghỉ ngơi. Khi ngủ, cơ bắp sẽ cứng lại. Vận động này sẽ giúp cho cơ thể mềm mại trở lại. Kiên trì thực hiện trong thời gian dài sẽ có tác dụng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Thức dậy vào buổi sáng và tranh thủ 10 phút đầu ngày sẽ giúp bạn chuẩn bị thể lực tốt nhất để bắt đầu một ngày mới. Hãy áp dụng sớm và chia sẻ cho bạn bè cũng như người thân cùng tham gia tập luyện để tăng cường sức khỏe mỗi ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.